Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại siêu anh hùng. Ở tập trước thì mình đã có làm thêm một cái căn hầm trú ẩn ở dưới lòng đất á. Và bây giờ thì nó đã tương đối hoàn chỉnh các bạn ạ. Mình cũng ốp tường các thứ đồ vô để che khuất cái phần tường cũ ha, nhìn cho nó ok hơn. Và cũng trang trí một ít đồ. Và đặc biệt là mình cũng đã sắm thêm vài cái máy đựng Symbiot nè. Hiện tại thì mình không còn Symbiote đó, nhưng mà không sao, mình chế tạo sẵn đi. Mới mốt mình mà có gặp thiên thạch chứa Symbiote rớt xuống á, mình sẽ lập tức bắt Symbiote và cho vô những cái máy đó. Rồi, còn việc của mình trong ngày hôm nay thì dự tính á, là mình sẽ có một chuyến đi khám phá qua bên địa ngục các bạn. Bữa giờ khám phá bên thế giới thượng rồi, hôm nay mình muốn đổi gió sang địa ngục. Biết đâu qua đó chúng ta lại có tài nguyên và làm thêm được giáp mới thì sao. Ừ ha. Rồi, và để làm được cổng địa ngục thì trước tiên mình cần phải có hắc diệm thạch. Mà hắc diệm thạch thì mình không có các bạn ơi. Vậy là phải đi đào hắc diệm thạch cái rồi. Ừ, với cả là các bạn biết sao mình chuyển ngẩn xuống dưới hang để sống, ủa dưới lòng đất sống không? Các bạn nhìn nè, hồi nãy mới gớt cái đùng luôn. Mình mới ngồi lên mình dọn dẹp đồ á, là cái thiên thạch nó gớt thẳng ngay kế bên nhà mình luôn nè. Mình không xuống dưới lòng đất ở sớm là có ngày, trời đất ơi. Nó rớt ra cho xác định luôn á, banh nhà như chơi các bạn ơi. Và để nhanh gọn nhất thì chắc là mình sẽ đi xuống cái hang cũ đi. Cái hang mà lúc trước á mình đã từng mất hết đồ dưới này nè. Ô đây đây đây, có hắc diệm thạch luôn. Ô ô ô, gì đây vậy, mấy con xương này nóng tính vậy. Trời, người ta đi lấy hắc, ú chua chua. Giang hồ nhí này. Người ta lấy hắc diệm thạch thôi mà cũng khịa khịa nữa. Ui dạ, thêm út khờ nữa chứ. Đi chỗ khác liền. Út khờ này. Rồi, không chần chờ gì nữa, xách cái cúp emerald ra rồi lấy hắc diệm thạch thôi các bạn ơi. Để coi coi, ơi mình quên nữa, không biết cái cúp, à cúp emerald vẫn lấy được hắc diệm thạch á. Ui, lại có cuộc xâm lược của zombie kìa. Trời đất ơi, mấy con zombie này cứ gãy nó ghiền săn lùng mình lắm rồi. Mình đã trở thành á lọc venom rồi mà bọn chúng vẫn không sợ các bạn ơi, vẫn săn lùng mình rất là gắt gao nha. Yêu kệ bọn chúng đi. Kim cương. Hình như cái hang này mình chưa có khám phá thì phải các bạn ơi. Bảo sao nó còn kim cương các thứ đồ nè. Ngon luôn. Ui, đi chỗ khác liền. Mấy con này phiền thiệt sự. Và đã có được hắc diệm thạch rồi, nên là chắc mình sẽ không để bọn này quấy rầy dưới lòng đất quá lâu ha. Mình sẽ lên trên để chúng ta còn tranh thủ đi qua địa ngục nữa. Đi sớm rồi về sớm, tiếp tục đi khám phá các bạn ơi. Sẵn tiện ngay đây có cái chỗ sỏi nè. Mình sẽ đào một cái để chúng ta lấy đá lửa và tạo thành cái hộp quẹt. Bây giờ thì xây cổng địa ngục thôi. Mình sẽ xây xa xa nhà mình xíu ha, cho nó an toàn. Ok, xây ngoài này luôn đi. Với cả là mình sẽ xây cho nó bự bự tí. Tại nhỡ mà mình có biến hình á thì đi qua nó vẫn lọt các bạn ơi. Ok, xong phim, kích hoạt lên. Đã, ngon lành, ngon lành. Giờ thì đi qua địa ngục khám phá thôi nào. Không biết là mình sẽ xuất hiện ở đâu nữa. Ủa. Ê, cái gì vậy? Ê, trời trời, con gách này. Ai. Kéo nó lại. Con gách này thì nghe bắn bắn. Mới qua mà con gách bắn rồi. Với cả là hồi nãy có cái thanh niên nào mới nhào vô tấn công mình đó các bạn ơi. Ồ. Trời 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 trời. Chưa bắt giới. Đi chỗ khác liền. Sao bên đây gách xuất hiện nhiều lắm các bạn ơi. Cực kỳ nhiều luôn nha. À đây nè, đây nè. Trời ơi, Bitlin hung bảo các bạn ơi. Ủa lộn, zombie Bitman hung bảo. Trời ơi, cầm. Trời ơi, còn đập nữa cơ. Ui da. Rồi chó địa ngục gì nữa đây. Yêu. Ôi, bên địa ngục nguy hiểm lắm các bạn ơi. Không đùa được nha. Chưa gì là mình thấy mình hơi bị hơi bị căng rồi. Ui, ở đây còn có Kyuubi nữa nè. Trời ơi. Khoan 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 khoan. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Từ từ xử lý. À. Trời trời trời, Kyuubi có một đuôi thôi các bạn ơi. Nhưng mà đã chủ động cà khịa mình rồi. Hơn là một đuôi á, tưởng đâu chín đuôi là mình mệt á. Rồi xong phim. Và Kyuubi sẽ cho mình những cái cục gì đây? Hình như là thạch anh các bạn. Chính xác rồi ha. Tưởng đâu khói sắt. Mà đúng là địa ngục thiệt, có rất là nhiều chó địa ngục các bạn ạ.
yêu. Giờ thì chắc mình sẽ ưu tiên đi tìm cái pháo đài địa ngục ha. Và mình sẽ tận dụng cái khả năng bắn tơ của mình. Đó, để mình đu lên ha. Để đỡ bị cà khịa chứ không gì hết các bạn ơi. Quá trời bị cà khịa rồi. Bên này thì mình thấy có vẻ công trình cũng hơi hiếm á nha. Với cả là tốc độ lót công trình của nó cũng không được nhanh cho lắm. Ui dồi, đi xuống dưới này. Ok. Trước mặt có gì không? Đợi cho nó lót ra các bạn ơi. Mình mà bắn tơ di chuyển nhanh quá là nó lót không kịp á. Ui. Ây da, sao tự nhiên mất máu nhiều vậy? Ui trời, mình không để máu các bạn ơi. Bình tĩnh. Chun lé. Trời ơi, bên thế giới thượng đúng mạnh luôn á các bạn. Qua đây cảm giác yếu xìu luôn. Bị dí cho sắp mặt á. Ui cơ. Hội động ghê gớm thiệt. Với cái đà này thì chắc cởi giáp rồi đi về sửa giáp thôi các bạn ơi. Tính ra mới qua địa ngục chưa được 5 phút nữa. Ê. Trời ơi, Pitman Keeper. Ui, ăn mặc lịch thiệp nhưng mà sao giang hồ vậy. Ui. Giọt các bạn ơi. Gặp giang hồ thứ dữ ở bên này rồi. Yêu. Pitman Keeper 1000 máu lận. Mèn đất ơi. Ui. Đi về. Ây da, trời. Trời ơi. Cẩn thận nha. Giờ mình cởi giáp rồi. Đu kiểu này có ngày thành lọc nướng luôn á. Ôi, chắc đi về các bạn ơi. À, tình hình giáp mình mau hư quá à. Không được rồi. Chắc bây giờ mình sẽ phải tìm cách chế tạo một bộ giáp nào đó ổn áp hơn các bạn ơi. Kiểu nó bền bỉ hơn á. Chứ giáp siêu anh hùng có vẻ là mặc dù nó cũng tốt đó, nhưng mà độ bền thì không được cao lắm. Mình thấy vậy. À, mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovroot hay là Unitelet thì có thể cái shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Cũng hên là hồi nãy mình không có kiểu như là nằm xuống các bạn ơi. Nên đỡ. Ê, trời ơi. Sao dưới tầng hầm của mình lại có nhện với cả là zombie? Ủa, mình cắm đuốc dập nhộng rồi mà. Trời ơi. Nguy hiểm nha. Rồi, mình sẽ bắt đầu lấy thang. Rồi chúng ta sẽ tiến hành công đoạn đó chính là sửa giáp thôi các bạn ơi. Ok. Giáp thì mình mặc vô một cái ha. Sau đó thì mở máy sửa và sửa thôi. Rồi xong phim, lấy thang ra liền. Không thôi là hết thang á các bạn ơi. Xài giáp hao dã man luôn á. Với cái đà này thì chắc chắn rồi, mình phải làm giáp khác rồi các bạn ơi. Và mình sẽ coi với lượng tài nguyên mà mình có hiện tại thì có thể là mình sẽ làm giáp kim cương hay là giáp ngọc lục bảo vậy ta. Emerald. Giáp Emerald thì sẽ cho mình. Ủa, nó không để thông tin là bao nhiêu giáp nè. Nhưng mà có vẻ là cũng xịn đó các bạn. Ok, thôi được. Bữa nay mình sẽ chế tạo giáp Emerald để chúng ta mặc thử ha. Áo xanh lè xanh lét luôn. Hy vọng là nhân phẩm của mình cũng sẽ xanh giống như vậy ha. Ủa, nhưng mà sao cái màu nó nhìn khác vậy ta. Trời ơi. Hơi lạ xíu các bạn. Nhưng mà không sao, nó cũng đều là giáp Emerald các bạn. Và vấn đề là nó không có được full giáp các bạn ơi. Vậy thì cũng như không à. Trời đất. Cũng hên là bây giờ mình đã sở hữu năng lực của Symbiote đó. Mình trở thành Venom rồi, nên là mình không nhất thiết mặc giáp Venom các bạn. Và nếu tương lai mình làm được giáp Venom thì sẽ tuyệt vời hơn thôi. Còn bây giờ thì tiếp tục tận dụng sức mạnh của Venom và trở lại địa ngục lần 2. Không biết lần này có ăn hành nữa hay không đây. Ui da, trời. Ủa, chưa gì có đẹp ở đó. Ui da à. Chưa gì là bị ép sọt rồi các bạn ơi. Hoài quỷ luôn á. Bọn này nó báo thiệt sự. Trời. Trên kia có hai KOB luôn kìa. Oh no. Ủa kìa. Ây. Ui. Thánh thần ơi. Không ổn rồi các bạn ơi. Giáp thường không ăn thua rồi. Với bộ giáp thường, con zombie Bích Liên hung bạo á, nó đập cho 2 chì hay 3 chì gì đó là đi các bạn ơi. Khủng khiếp thì. Yêu. Không được rồi, mình phải trả thù thôi. Quá đáng lắm luôn á. Lại đây. Tới công chuyện luôn. Lại đây. Ôi trời. Ui, nó đông quá các bạn ơi. Ui. 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 Ui.
Nó đông quá. Trời ơi các bạn có kìa. Siêu anh hùng nhưng mà sợ không binh đoàn Bích Liên các bạn ơi. Eo nô. Để chưa cuối thử. Trời nói chung bị. Ui da. Trời ơi. Tiệc chưa cuối của mình á, xúc tua đâm nhưng mà chỉ có 8 máu một lần à. Mặc giáp siêu anh hùng thì có vẻ đỡ hơn nè các bạn ơi. Mặc giáp Spider-Man có vẻ là phòng thủ tốt hơn. Nhưng mà nó mau hơn lắm luôn á. Ây da, trời, chưa gì giáp sắp nét rồi cơ. Đánh hoài luôn kìa. No. Gần gách đồ rồi. Bắn tơ. Ok. Ây. Ây. Ui da. À. Ôi xong rồi. À. Thiệt luôn á. Đường đường là Venom nhưng mà lại bị những cái con zombie Bích Liên nó dí cho sắp mặt. Nhục. Nhục nào hơn cái nhục này đây. Ai. Giờ phải sử dụng giáp người sắt để lấy lại đồ nè. Ta nói nó phèn nha trời. Siêu anh hùng dữ chưa. Tốc độ tốc độ. Việc đầu tiên cần làm là giữ khoảng cách với bọn chúng các bạn. À rồi sau đó trả thù con gát này nữa. Cây nó lắm rồi. Con gát nè. Cho nó ăn một cái gốc két liền. Banh xác nha con gát kia. Rồi tiếp theo là né những con zombie Bích Liên hung bạo. Nó cầm cái chày tròn tròn gai gai kia nha. Nhìn mặt là thấy nó giang hồ rồi đó. Trời ơi con nó dí mình kìa. Zombie Bích Liên hung bạo. Và 500 anh em. Trời trời nổi nổi. Ok. Vũ khoảng cách thành công rồi. Qua đây và lấy lại đồ lẻ thôi các bạn ơi. Ok. Ui da. Trời trời trời. Thốn nha. Còn chỗ kia nữa. Gì vậy. Ê con nào mới đánh mình vậy. Mẹ nó ơi. Bắn nó từ xa coi. Trời ơi bắn một lần có 2-3 máu nữa hả các bạn ơi. Không ăn thua thiệt luôn á. Bắn súng liên thành coi. Súng liên thành thì chẳng khác nào gãy ngứa nữa hết. Thôi 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 lấy đồ lẹ. Có đồ. Rồi rồi ok. Lâm 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 lâm. Giót giót giót. Mới đáp xuống xíu thôi mà giáp muốn hư nữa rồi nè. Bắn nó tiếp. Này thì ha. Dơm bài Bích Liên ha. Hung bạo hả. Trời đất ơi. Gặp ngay giang hồ các bạn ơi. Không được rồi. Toàn rồi. Ủa. Ê tính ra pháo đài kế bên luôn các bạn ơi. Trời ơi nãy giờ đi xa sao chi. Rồi vô pháo đài coi. Bây giờ mấy anh dùm. Ủa lộn. Xương đen ở đây cũng giang hồ lắm nha. Nhìn nguy hiểm lắm. Để mình test thử coi. Thánh thần ơi. Nã nguyên bằng đạn kéo được gần nửa cây máu rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Ôi quên quên quên. Phải mặc giáp người sắt vô á. Giờ không mặc giáp là đi liền các bạn ơi. Nó đụng vô cái là đi á. Coi như nhịn nhục bọn chúng xíu đi ha. Rồi đi xuống dưới này coi thử coi. Ồ có rương nè. Hai cái rương luôn. Nhiều cái trong này khá là an toàn. Trời ơi. Không có hàng gì nóng bỏng hết. Bên này cũng không có hàng gì ngon luôn đó kìa. Đồ trong pháo đài này có vẻ hơi cù mía các bạn ơi. Trời đất ơi. Giờ mình ra ngoài là bị bao vây liền. Trời ơi có con nào mới lọt dưới vậy. What the hell. Giờ mình sẽ cởi cái nón này ra. Đổi cái nón kim cương vô. Để chúng ta có được full cái sức mạnh của Venom á các bạn. Ừ. Để xíu cái gì giáp lá cà ha. Đồng thời cũng cẩn thận hơn mới được. Ê. Bữa nay mình có một cái vấn đề mới rồi các bạn ơi. Mình hết thể nào mặc một bộ giáp khác khi mà đang biến hình thành Venom rồi. Oh no. Vậy là bắt buộc nó phải yêu cầu mình á là chế tạo giáp Venom real á các bạn ơi. Chứ không có cosplay kiểu nửa này nửa kia được. Ui khó nha. Vậy là bắt buộc một xíu nữa về chúng ta phải thăm ngàn và tìm cách chế tạo giáp Venom real rồi các bạn ơi. Chịu khó thôi đó. Rồi và cái rương này. Ủa sao quen giống cái rương nãy mới lút vậy. À nó luôn á. Ôi trời. Thôi thôi cái pháo đài địa ngục này có vẻ là không giàu lắm các bạn. Giọt đi khám phá nơi khác thôi. Hy vọng là sẽ tìm được thứ ok hơn á. Bữa nay đi khám phá địa ngục chắc là chúng ta sẽ dùng năng lực của Iron Man là chính hết các bạn. Để mình bay lượn.
Và phía bên này mình thấy có một cái trời trời, tự động nó spawn ra quái kìa. Ây dô. Ồ, hay là phải giả xài giáp người nhện ta. Giáp người nhện thì nó cho mình biến hình không? À, à được được, giáp người nhện thì cho biến hình ha. À, vậy là không được dùng giáp Iron Man thôi. Hiểu 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 hiểu. Ok, ui ui cái gì đó? Gì mất máu nữa vậy? Tự động mất máu luôn cơ. Ảo thật đấy, trời ơi. À, không được rồi, mình phải cất bớt giáp xuyên thùng vô trong các bạn. Mình sợ mất lắm. Rồi, mình xài đồ thường cũng được ha. Ok. Rồi thì khám phá công trình này thôi. Mình nghĩ là chúng ta chỉ cần cẩn thận là ok. Trời ơi, bọn chúng trâu lắm các bạn ơi. Ui, không ổn rồi. Ui, ui. Ui, không được các bạn ơi. Bọn chúng mạnh lắm luôn á. Giáp thường chịu không nổi thiệt. Sao giờ ta? Trời ơi, bây giờ chỉ có nước là đi về và tìm cách trở nên mạnh hơn thôi các bạn ơi. Ở đây một hồi là kiểu gì cũng nộp mạng cho bọn chúng thôi. Bây giờ không ngờ bên địa ngục nó lại khó tới vậy luôn á các bạn ơi. Later. Ê? Ê? Đằng kia có phải là thiên thạch chứa symbiote hay không? Nó không có phát ra vụ nổ các bạn ơi. Là nó. Thiên thạch chứa symbiote đã rơi xuống lần nữa rồi các bạn ơi. Tốc độ nào. Đây rồi, đây rồi. Hên quá, symbiote vẫn còn các bạn ơi. Trước mắt là mình sẽ bắt cỡ hai nhóc đi. Ok, thành công rồi nè. Phần còn lại thì chắc là mình sẽ săn một ít symbiote á. Ui vô. Nhưng mà có vẻ tỷ lệ rơi ra khá là hiếm nha. Oh. Ui may quá. Symbiote cuối cùng cũng rơi ra cho mình thêm Cosmic Chân rồi các bạn. Ngon. Giờ thì chúng ta đã có được hai cái bình chứa symbiote cũng như là một ít cái Cosmic Chân. À, thế nên là mình sẽ lập tức về nhà bằng bét nhà đi. Đây, dùng bét đi ha. Đó. Dịch chuyển cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Tuyệt vời. Giờ thì mình sẽ bắt tay vào cái công đoạn chế tạo giáp của Venom hàng real thôi các bạn ơi. Mình thấy có rất là nhiều bạn thích Venom nhưng mà ở cái dạng màu đen cơ. Và đáp ứng yêu cầu đó, bây giờ mình sẽ chế tạo giáp Venom màu đen á. À, nhưng mà để làm được bộ giáp thì mình lại cần có một cái máy rồi các bạn ạ. Nó có tên là Suit Assembly Unit ha. Công thức của nó thì cũng rẻ thôi. Mình sẽ cần có khối sắt đen nè, high-tech, electronic, bàn chế tạo và các màn hình nè. Những thứ này thì bây giờ đối với mình khá là easy ha. Nên là nhanh chóng chế tạo nó thôi các bạn ơi. À, làm trước khối sắt đen đi. Hai khối thôi ha. Ở đâu? Bốn khối chứ. Rồi, gần như là đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ bấm công thức của Suit Assembly. Ủa? Rồi, cái ba lô của mình nó không có bấm công thức nhanh được các bạn ơi. Phải craft thủ công á. Rồi, cũng có được rồi ha. Và chắc chắn rồi, cái này nó cũng sẽ có xài điện á các bạn. Thế nên là mình sẽ nối với cổng dây điện á. Nhưng mà vấn đề tiếp theo là mình sẽ ngắt bớt cái nguồn điện bên này để tiết kiệm các bạn ơi. Ok, đỡ hao điện á, không có lãng phí. Rồi rồi, tốc độ nào. Cho than vô. Ok. Đợi cho nó nạp điện vô cái Suit Assembly Unit thôi. Gì lâu vậy? À đây rồi, lên rồi. Cái này nó lâu lên nguồn quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ tìm kiếm Venom. Yeah. Đấy rồi, đấy rồi. Bộ giáp Venom mà chúng ta cần chế tạo nè các bạn. Ui, nhưng mà mình sẽ còn thiếu một bộ đồ da nè. Cũng như là một cái Red Gem á. Ủa, phải đồ da không vậy? Từ từ. Letter. À đúng rồi các bạn ơi, một bộ đồ da đó. Red Gem thì mình có được hình như là một cái hay hai cái gì đó thì phải. Chuẩn luôn, mình có ở trong rương nè. Ngon. Vậy là gần như là mình đã đủ đồ các bạn ơi. Yes sir. Vậy thì không chần chờ gì nữa. Làm liền set đồ da. Rồi chúng ta bấm công thức của bộ giáp Venom thôi các bạn ơi. Ê, hết điện rồi. Giờ mình nghèo điện quá à. Cứ mở máy lên một xíu là nó hết điện rồi các bạn ơi. Rồi, giờ thì bấm lại công thức của giáp Venom ha. Ok, đầy đủ hết rồi. Nhưng mà hết tiền. Trời đất ơi. Trở ngại tiếp theo là tiền các bạn ơi. Lộc nghèo rớt mồng tơi rồi. Và để giàu lên thì làm gì? Đi săn quái vật thôi các bạn.
hết cách rồi. Oh my god. Ui không được, phải giảm tiếng lại các bạn ơi. Holy crap. Godzilla. Ui da, trời. Ui da, Godzilla tấn công mình từ xa các bạn ơi. Cái gì? Ê mình lại gần không biết mình đánh được Godzilla không ta. Trời ơi, có cái đuôi bự kìa. Đi ra ngoài này đi farm thôi mà cũng không yên nữa. Mẹn đấy coi. Oh no. Chưa, để mình săn con ong này trước. Ok. Tiếp tục. Bay qua đây. Rồi đâu rồi, Godzilla rồi. Ủa mới thấy đây mà. Ủa biến mất rồi. Ui. Vừa rồi là cái sự kiện Godzilla tấn công các bạn ạ. Vậy là sắp tới chúng ta sẽ có khả năng bị Godzilla phá nát cái căn cứ bất kỳ lúc nào luôn á. Nếu như mà xui xui Godzilla xuất hiện ngay cái căn cứ của mình đó các bạn. Oh no. Ồ, ở đây có cái quặng spawn ra rồng con gì nè. Wow. Nữa là cái lại là cái con quất tập kỳ á. Mình sẽ lấy cái quặng này. Sau đó mình đập nó ra luôn đi. Thử nó luôn các bạn. Ủa. À, kết hợp với cái xô nước. Ok, quên. Vậy mới đúng các bạn ơi. Rồi là mình sẽ tạo ra cái trứng triệu hồi con quất tập triệu hồi nó ra ha. Rồi, tới công chuyện con quách tục. Này thì con quách tờ chấm hỏi. Quách tờ chấm hỏi hả? Ồ, con này nó cho mình khá là nhiều sắc các bạn ơi. Ok. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục đi farm quái thôi ha. Nói chung thì mình phải cày cuốc các bạn ơi. Cày cuốc càng nhiều thì chúng ta sẽ gia tăng cái tốc độ kiếm tiền thôi. Ủa trời. Ủa đây là khu vực gì mà nhiều da bò các thứ đồ vậy? Kim cương lạc trôi nữa nè. What the hell? Oh. Trời ơi, chắc là con sâu các bạn ơi. Mình lượm được một cái răng sâu nữa. Chắc là có một con sâu nữa đó rụng răng ở đây. Mình đoán vậy. Thêm mấy cái hạt uranium nữa. Lượm luôn. Ngon lành thiệt chứ. À quên, mình đi săn quái mà tự nhiên tha cho mấy con xương này. Trời ơi, chuyện tình tay ba các bạn ơi. Thằng ơi. Rồi luôn rồi, tội nghiệp thanh niên này, vậy thôi để mình giúp thanh niên đó ha. Rồi, cảm ơn tôi đi. Hên nó trời, tính ra hồi nãy á, cái con Godzilla đó mà đi thêm một xíu nữa thôi các bạn ạ, là nó sẽ tiến tới một ngôi làng á. Ừ. Nhưng mà không biết là con Godzilla đó sẽ có bao nhiêu máu á. Hồi nãy mình chưa lại gần thôi nhưng mà mình thấy nó quy lực rồi các bạn ạ. Nó đi thôi là mình đã bị mất máu rồi. Ừ. Kinh thiệt luôn ấy. Chưa gì hết là đã gặp thứ dữ rồi, trong khi mình không phải là một siêu anh hùng gì quá là mạnh các bạn. Trời đất ơi. Có điềm rồi đó. Phải cố lên để trở thành một siêu anh hùng thực sự mạnh các bạn. Để còn bảo vệ những cái kẻ yếu nữa. Rồi đây có nhà của bác Hà Rèn nè. Vô thử coi. Trời đất ơi, nhà bác Hà Rèn không có gì cho mình hết. Bên đây thì sao? Có cái trứng triệu hồi ra. Cái gì đây? Lucky Peaceful Egg. Triệu hồi ra những cái sinh vật hiền hiền đó các bạn. Chẳng hạn như nhóc dơi đâu nè. Ok. Bên đây nhà của ai vậy? Sao đèn cầy màu xanh? Hả? Có cái đầu lâu. Yêu. Trời, nữa. Hết zombie. Ủa hết Godzilla xuất hiện. Bây giờ tới zombie xâm lược làng. Hình như mình đi tới đâu là mình gieo gắt xui xẻo tới đó các bạn ơi. Thiệt luôn á. Trời ơi, có con zombie chà bá lửa bên kia nữa kìa. Không được rồi. Mình phải biến hình thôi. Rồi, ok. Trở thành viên không? Thử gọn món này. Cứu giúp chân lan. Quá trời quá đất rồi. Ôi nhưng mà khoan, từ. Hình như biến thành Venom mình xài kiếm thì sẽ ok hơn các bạn ơi. Vũ khí bằng sức mạnh của mình có vẻ là làm màu là chính thôi các bạn. Tấn công không có bằng cái kiếm của mình hiện tại á. Trời ơi, con zombie bự này. Hồi lúc trước nó bán hành cho mình. Bây giờ để mình bán hành lại. Này thì zombie bự đầu hả? Thử luôn. Rồi giúp mấy anh hiệp sĩ trong làng nè. Hên cho ảnh là mình tới kịp á. Ui nữa, nó lại thêm một top ở bên đây nữa nè. Thử hết. Không chừa bất kỳ con nào.
tưởng núp ở đó là hay sống hả con kia? À, nó núp ở dưới cái giếng kìa các bạn. Nó tưởng nó núp dưới giếng là nó sống các bạn ơi. Tâm lại rồi cứng. Từ từ, để mình bắn tơ vô mình lôi nó ra. Rồi xong, xác định rồi rồi. Đi ra đây liền. Chơi mình chơi núp núp. Con kia nữa. Ôi trời trời trời. Lên đây. Định làm gì? Định làm gì? Ok. Gần như là clear rồi các bạn. Chỉ còn một vài con ở trong này thôi. Mình xử nốt cái nữa là chúng ta đi tiếp được rồi ha. Nói chung là làng cũng hên. Mình ghé ngang kịp lúc các bạn. Không thôi là mệt mỏi dân làng rồi. Đi cũng đã lâu rồi các bạn. Chắc là bây giờ chúng ta có thể trở về được rồi ha. Hy vọng là đủ số dư để chúng ta có thể bắt đầu mua giáp. Ô lộn, chế tạo giáp thôi các bạn. Rồi, về nhà đi. Mình sẽ lập tức lấy than. Rồi cho vô cái generator ha. Mình 10k tiền rồi. Vô. Bấm chế tạo thôi. À mình đang bị mặc cái giáp người nhện. Ok, đây rồi, đây rồi. Bấm liền công thức của bộ giáp Venom cực kỳ cơ bắp này thôi. Yes sir. Yo. Các bạn thấy bộ giáp Venom này như thế nào? Trời. Bình thường biến hình thì đã ngầu rồi, bây giờ mặc cái bộ giáp Venom đen này nữa còn ngầu hơn lúc trước nữa các bạn ơi. Có móng vuốt đồ nữa nè. Wow. Đã quá à. Nói chung thì rất là tuyệt vời luôn các bạn. Yay. Kỹ năng thì cũng không có quá nhiều thay đổi ha. Quan trọng là đây là một trong những bộ giáp mình nghĩ là sẽ rất là tốt á các bạn à. Nó ở Tier 5. À là mạnh hơn cả giáp người sắt luôn á. Oh, được ấy chứ. Và bây giờ hay là mình thử làm cái bàn enchant xịn coi nhờ. Giúp cho cái giáp mình nó mạnh hơn nữa. Ở đây nè. Advanced Enchant Table. Công thức của nó thì cũng không khó đâu. Mắt của Ender nè. Bàn enchant bình thường có rồi, vàng có luôn. Xách cái này thì dễ ẹt. Móc một con mực lên. Xong rồi thiệt thôi các bạn ơi. Có được túi mực rồi thì chúng ta có thể đi về ha. Để bắt đầu chế tạo quyển sách và bút lông nữa. Bàn enchant thì mình đã có rồi nè. Mắt của Ender thì có thể là mình phải chế tạo thêm rồi đó. Đây, công thức của nó thì cũng rẻ thôi. Tiếp theo là lấy hắc diệm thạch và thêm phôi vàng nữa. Hoàn thành công thức của nó thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt nó ra thôi các bạn ơi. Nhưng mà chỗ này thì hiện tại đang bị chật quá ha. Thôi đặt ngay trung tâm luôn đi. Chỗ anh chan ngay trung tâm luôn. Và chắc mình phải ra ngoài để chặt một ít gỗ vân sam á các bạn ơi. Đổi hết nó ra ván nè. Rồi bấm công thức của kệ sách. Rồi xong phin xong phin. Thử coi nào. Ủa cũng không anh chan được các bạn ơi. Oh no. Không, vậy là không enchant giáp siêu anh hùng được rồi. Ây da. Cay thế nhờ. Nếu vậy thì thôi mình enchant cái kiếm đi. Cho nó có dòng nhạc nè. Cũng như là dòng chậm hỏng. Rồi, sơ sơ là như vậy đi. Trời ơi, enchant có cái kiếm thôi mà hết kinh nghiệm luôn rồi kìa. No. Hơi quê sệ một xíu các bạn ơi. À, và bộ giáp Venom này á còn có một cái hơi bị thấy ghê luôn. Không biết các bạn có bị sợ không? Để mình biến hình cái nha. Đó, các bạn nhìn cái lưỡi của mình kì. Lè 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 lè. Thấy ghê lắm á. Nhưng mà không sao đâu. Quan trọng là mình vẫn có được sức mạnh thể chất ban đầu ha. Đây là cái điểm ăn tiền đó các bạn ơi. Rồi, và có bộ giáp mới này thì mình sẽ lập tức trở lại địa ngục. Dùng cái lưỡi lè 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 này mình sơi tái mấy cái con zombie Bitlin nãy giờ nó dí mình. Quá là cay cú rồi. Không trả thù bây giờ thì không biết khi nào mới trả thù á. Let's go. Tội. Sao còn đúng cái đầu của con zombie không vậy? Mắc gì mà nó xâm lược mình hoài luôn á. Bộ thấy đẹp trai là thế. Hay là theo đuổi lắm nè. Mấy con này. Ê, giờ mới để ý ta. Ồ, ngay phía trên của cái cổng địa ngục các bạn có một cái công trình gì nè. Để mình lên mình coi thử coi. Trong này có gì nè. Đập ra. Bự bự xíu chui vô cho dễ các bạn ơi. Ôi. Đây là chỗ của những cái bức tượng đá các bạn ơi. Ui dồi. Hên là mình. Không sao các bạn ơi. Mèn đất ơi. Ok. Trời. Con zombie Bitlin không bảo đây. À. Cái tên Bitlin thông báo này giang hồ quá các bạn ơi. Ui da.
đánh một xíu là đã hư giáp rồi nè. Cái bọn đó đập cực kỳ mau hư giáp luôn á các bạn ơi. Cay thấy ghê luôn á. Thôi không chơi với bọn chúng đâu. Chơi bọn chúng toàn hư giáp không à. Nghỉ chơi. Đi qua công trình hồi nãy đi. Nữa lại gặp Kyuubi nữa. Oh no oh no. Kyuubi thì có vẻ là mình cận chiến được các bạn. Trời trời Kyuubi phun lửa. Ui ui. Bình tĩnh. Nào. Trời trời. Mình mới xài tuyệt chiêu hất Kyuubi văng một khúc luôn rồi các bạn. Ây da, mà đã lỡ đường đầu rồi thì sẽ chín luôn. Ok. Ui da, trời trời, mình dính lửa của Kyuubi rồi. No. Căng nhé. Dùng xúc tua. Cào cào liên tục luôn. Nhưng mà có vẻ xúc tua của mình còn yếu hơn cả đam tay mình các bạn à. Ừ. Dùng cận chiến vẫn là tuyệt vời nhất ha. Ok. À được Kyuubi rồi. Đấy, phải xin chính như là Kyuubi thì không nói gì á. Ai như mấy thanh niên Bitlin hung bạo kia. Ủa dùm bài Bitman hung bạo kia. Chơi mà toàn hội đồng không à. Ở dưới có thanh niên nữa kìa. Đó. Thanh niên đó. Chính đó. Không chơi với thể loại đó đâu các bạn. Đầy lội thiệt. Rồi, dính rồi. Đúng thôi. Ê, trời. Tời. Đập mặt xuống hồ nhung nham luôn á. Ẩu thiệt chứ. Rồi, và công trình mình đang đi tìm. Nó đang ở trước mặt này các bạn ơi. Đi qua chỗ này là tới nè. Nhưng mà tới nơi giáp hư muốn 1/3 rồi. Đánh đấm gì nữa. Thiệt cái tình luôn á. Gầu thiệt. Ơ, gì đây. Đợi sẵn mình luôn kìa. Láo vô. Vô đấy. À không vô à. Không vô thôi. Lút đồ thôi các bạn. Tiếp tục. Đi qua hướng bên này. Ui kìa kìa. Nó thấy mình rồi. Lại đấy. Xanh chính là mình không sợ đâu. 1-1. Vô. 1-1 là mình dồn nó vô góc luôn nè các bạn. Đấy. 1-1 là mình hơi bị dữ nha. Nhưng mà 1-1 đóng thì mình làm không lợi thiệt. Ơ nữa. No. Ui. Trời ơi, con này mới mặc giáp vàng thôi đã chật vật gì rồi. Nha. Một hồi đánh với con mặc giáp kim cương là chắc còn đuối nữa các bạn ơi. Tính ra bây giờ mình còn yếu lắm luôn á. Được rồi, sắp tới mình phải nâng cấp những bộ giáp chuyên để đi chiến đấu hơn các bạn, chứ không phải là những bộ giáp siêu anh hùng cơ bản nữa. Giáp siêu anh hùng chỉ là để đi khám phá thôi. Ở đây còn con nè. Đánh chỗ dặn dữ luôn. Ok. Thành công. Ui. Nhảy lên. À bọn này bị nhung nham đốt kìa. Wow. Vừa cái tội lắm. Cái bọn này. Được hết luôn. Trời. Đã quá. Đánh mà bọn chúng không có đánh được mình các bạn. Vậy mới gọi là tận hưởng chiến đấu nè. Cái đâu mà nãy giờ ăn hành sắp mặt. Trời ơi. Cái kiếm mình đúng mạnh mà đánh con này có vài máu thôi các bạn ơi. Yêu. Trời ơi, con này không khác gì một con boss luôn á. Khủng khiếp thiệt. Ở dưới có cái rương kìa. Ồ, nhưng mà có giang hồ. Oh no. Mình sẽ nhảy một cái thiệt cao qua đây. Trời, nó kháng lửa hèn gì. Trời, nó nhạo lộn gì nữa kìa. Bitman Keeper này ghê đấy. Không đùa. Ây da. Giờ mình đi chỗ nào có đồ ta. Hồi sớm mình nhớ chỗ nào có đồ nhờ. Không nhớ nữa. Để biết mình cái đó. Ok. Bắn qua đây. Rồi. Tiếp theo là qua bên kia ha. Từ thông thả ta. Không có gì phải vội hết các bạn. Lựa cái chỗ nào ok nhất đối với mình là được. Tiếp tục. Lên. Rồi bà. Qua bên đây. Ok, nó chuẩn bị spawn đó. Ở dưới nó có lòng spawn kìa. Rương thì lút rồi á, nên là chúng ta không cần lút lại đâu. Gọi lại đây. Lên đây. Ok, mình sẽ dùng chiến thuật thủ cầu thang các bạn ơi. Ôi dùi. Nó kháng đi lùi sao á, đánh cảm giác không đẩy lùi nó nhiều lắm các bạn ơi. Nó còn càng tới nữa. À, định lùi lại hồ máu hả? Ai cho? Rồi, hạ một tên rồi. Có lý. Tiếp tục các bạn ơi. Lên đây. Nó sợ mình kể nó không lên các bạn. À, bọn này cũng lầy đấy. Ok. Lại skill dính vô người nó rồi. Ui da. Ui da, nó 2-1 rồi. Không ổn rồi các bạn ơi. Kết hợp với tuyệt chiêu thôi. Các bạn coi đấy, tuyệt chiêu mình một lần cấu được có 1-2 máu à. Không đáng để dùng luôn đi.
Nhưng mà thôi, có thì dùng đỡ đi ha. Rồi tiếp tục. Mình không từ bỏ đâu. Mặc dù nó trâu thiệt đó, nhưng mà trâu đánh lâu cũng ngẫm thôi. Lâu lâu các bạn thấy lật ngược lại là do mình bám nhầm vô cái nóc á. Làm Venom lâu lâu là bám nóc như chơi ấy các bạn ơi. Ê, nó lùi lên nó hồ máu đó. Mình biết thừa. Lội luôn rồi, một con sổng chuồng rồi. Này thì sổng chuồng. Không sao, xíu mình hạ nó sao các bạn. Đi xuống tầng dưới nào. Trụi tầng dưới còn mấy con mặt giáp sắt nữa. Không đánh nhau được không? Giảng hòa được không anh bạn à? Làm siêu anh hùng Venom nhưng mà lại muốn giảng hòa với bọn này các bạn. Nhục thiệt chứ. Rồi sống có rương chân nhớ. Trời ơi chả có cái rương gì hết các bạn ơi. Yêu. Trời con này trường phái song kiếm à. Xác định rồi. Gặp Lộc Venom là ngươi xác định. Ok. Vậy là cơ bản chỗ này không có đồ ngon rồi. Ui ui trời trời. Nữa hả? Đi ra chỗ khác đi. Đi xuống dưới liền. Ok. Ê, có búa địa ngục kìa. Được á. Lấy búa đi các bạn. Ui, nó spawn nữa. Ý. Chạy thôi. Nói chung á thì ngày hôm nay mình cũng đã làm thêm được một cái bộ giáp siêu anh hùng nữa. Không, nó chính xác hơn là một phản anh hùng chứ. Nhưng mà cũng rất là ngầu đó nha. Đó chính là bộ giáp Venom. Rồi, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ nhanh chóng cho nên mạnh hơn và chế tạo được những bộ giáp nó ok hơn các bạn ạ. Bộ giáp chuyên để chiến đấu á. Còn đi khám phá thì mình sẽ mặc những bộ giáp siêu anh hùng, như vậy thì sẽ là hoàn hảo nhất. Chứ lấy giáp siêu anh hùng mà đi cận chiến thì có vẻ là không thích hợp lắm các bạn ạ. Sẽ có lúc ăn hành á. Chứ lấy giáp siêu anh hùng mà đi cận chiến thì có vẻ là không thích hợp lắm các bạn ạ. Sẽ có lúc ăn hành á. Và đặc biệt hôm nay chúng ta còn gặp quái vật Godzilla các bạn ạ. Cực kỳ khủng luôn, không biết khi nào mình mới hạ được Godzilla đây. Và các bạn đón xem sắp tới Lộc có thể hạ gục được Godzilla cực khủng đó hay không. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình thêm một ngày nữa trong thế giới thời đại siêu anh hùng. Hy vọng là những kế hoạch mà chúng ta đề ra sẽ sớm đạt được ha. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockroot hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lộc ha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình thời đại siêu anh hùng. Bye bye.